Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh mua bán ô tô cũ của Auto 62 ô tô gầm cao Hà Nội, với địa chỉ kinh doanh chính là 99 Trương Công Giai, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Là một trụ sở bên em chuyên về những dòng xe lướt quý vị nhé. Và dòng SUV là chủ đạo của bên em quý vị nhé. Và hôm nay thì em Trường muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn là một chiếc xe sedan của hãng Hyundai, đó là Hyundai Accent quý vị nhé, với năm sản xuất 2019, bản đặc biệt, bản số tự động bản đặc biệt quý vị nhé, với tông màu ngoại thất là màu đen và nội thất là màu kem. Thì một chiếc xe chạy hơn 5 vạn km, được sản xuất 2019, một chủ từ đầu mang biển số Hà Nội. Thì mến mời quý vị đi về một vòng ngoại thất và nội thất để chúng ta đánh giá trải nghiệm chiếc xe qua màn ảnh nhỏ trước khi qua bên em lái thử thực tế chiếc xe quý vị nhé. Vâng, mời quý vị và các bạn đi vào phần đầu xe để chúng ta đánh giá và trải nghiệm qua màn ảnh nhỏ trước khi qua bên em xem thực tế chiếc xe quý vị nhé. Từ phần mặt ga lăng cho đến ba đời sốc trước hay là mọi chi tiết góc cạnh của phần đầu xe thì bên em cam kết với quý vị và các bạn là còn nguyên zin, cũng chỉ bắn và tuốt tác qua một chút về ba đời sốc trước thôi quý vị nhé. Còn đâu mọi chi tiết là còn nguyên bản theo nhà sản xuất, với cụm đèn halogen rất là sáng quý vị nhé, với đèn bi, đèn gầm là đèn bi rồi, rất là tuyệt vời cho chúng ta sử dụng ban đêm quý vị nhé. Và đi vào một chút từ phần tai xe đây ạ, mọi chi tiết thì còn là nguyên bản quý vị nhé, cũng được bên em spa qua, với cam kết với quý vị và khách hàng là không bị đâm va thôi, không bị ngập nước, máy móc kêu chỉ nguyên bản quý vị nhé. Từ lốp đây ạ, lốp thì cũng đã được anh chủ trước vào một dàn lốp Michelin vô cùng là dày dặn và đi vô cùng là êm ái quý vị nhé. Cho đến la răng, mọi chi tiết còn rất là mới quý vị nhé. Vâng, và cho đến từng chi tiết cánh cửa trước, cánh cửa sau hay là mọi chi tiết về nước sơn thì quý vị quan sát để chúng ta trải nghiệm đánh giá qua màn ảnh ạ. Từ cánh cửa đấy ạ, thì từ keo chỉ mọi chi tiết thì bên Auto 62 cam kết với quý vị và các bạn là nguyên zin, chưa hề mất một phân keo chỉ nào quý vị nhé. Và từ táp lô táp ly cho đến nội thất thì quý vị quan sát để chúng ta cảm nhận đánh giá về một chiếc xe chạy hơn 5 vạn km một chút, nó còn mới và còn chất lượng đến mức độ như thế nào quý vị nhé. Từ vô lăng cho đến đấm số còn rất là mới quý vị ạ. Với anh chủ trước đi cũng rất là giữ gìn chiếc xe, vì vậy là mọi cái trên xe còn vô cùng là chất lượng quý vị nhé. Còn chất lượng rất là cao và còn rất là chất xe. Đó, quý vị quan sát từ cánh cửa cho đến hàng ghế thứ hai để chúng ta cảm nhận qua màn ảnh nhỏ trước khi qua bên Auto 62 xem thực tế lái thử trải nghiệm chiếc xe quý vị nhé. Và chiếc xe này thì cũng đã được nhà sản xuất trang bị là đuôi gió điều hòa sâu rồi quý vị nhé. Đó, thì cho hàng ghế thứ hai ngồi sâu là đã có điều hòa ghế sâu rồi quý vị nhé. Vâng, cho đến đi sâu một chút về phần hông xe thì từ cụm pha đèn hay là mọi chi tiết góc cạnh còn là nguyên bản theo nhà sản xuất và còn rất là đẹp quý vị nhé. Từ nước sơn là còn rất là đẹp, từ khoang hành lý đấy ạ, rất là rộng rãi. Và cam kết với quý vị là từ cabo sâu là còn nguyên bản theo nhà sản xuất, chưa phải sơn si hay chưa phải tốt tát lại một chút nào quý vị nhé. Cho đến khoang sâu, khoang hành lý đấy ạ, rất là rộng rãi mà còn rất là mới quý vị nhé. Vâng, để đi vào bên ghế lái một chút để chúng ta đánh giá trải nghiệm trước khi qua bên em xem thực tế chiếc xe quý vị nhé. Thật sự là một chiếc xe còn vô cùng là xuất sắc mà còn vô cùng là mới quý vị nhé, vô cùng là chất lượng và rất là vừa tiền cho chúng ta mua sử dụng quý vị nhé. Vâng, mời quý vị đi vào khoang máy của chiếc xe để chúng ta đánh giá trải nghiệm. Mời các bác đi vào khoang máy của chiếc xe để chúng ta đánh giá trải nghiệm mà qua màn ảnh trước khi qua bên em xem thực tế chiếc xe quý vị nhé. Từ cabo
Thì mọi chi tiết góc cạnh thì bên em cam kết với quý vị khách hàng là xe không bị đâm va, không bị ngập nước, không máy móc keo chỉ, mọi chi tiết là nguyên bản, máy móc là nguyên bản đây quý vị nhé. Đó, mà còn vô cùng là xuất sắc, vô cùng là mới quý vị nhé. Vì là một chủ, vì vậy nên là chủ xe đi cũng tương đối là giữ gìn quý vị nhé. Vâng, và đó là toàn bộ chi tiết về nội thất, ngoại thất và khoang máy của chiếc xe Accent đời 2019 bản 2.0 đặc biệt quý vị nhé. Với ngoại thất màu đen và nội thất là màu kem thì xe chạy được hơn 5 vạn km. Đang được bày bán bên Auto 62 với mức giá vô cùng là hợp lý, 525 triệu có thể linh động một chút khi quý vị và khách hàng qua xem lái thử thực tế chiếc xe quý vị nhé. Và chiếc xe này thì cũng được bên em hỗ trợ trả góp ngân hàng lên đến 70% tổng giá trị xe. Và mọi chi tiết thắc mắc thì quý vị có thể liên hệ trực tiếp với em Trường theo số điện thoại trên màn hình quý vị nhé. Xin chào.